cải giả đâu, bắp cải.
Thế cô có mua không? Tao mua vào chỗ gà ăn thôi chứ còn nhà tao đầy bây giờ cái lét lét ra tao chả ăn cả. Thế thì bà có mua không? Đâu rồi, tao mua với chân gà mà này. Bà cứ bà trả đấy, bà có mua không? Bà cái bá khôn bá nhặt với quả to này thôi. Tao nhiều tuổi hơn mày, nhiều tuổi hơn. Tao định tao lấy hết đi. Khôn thì độ khôn thì không bằng rồi nhưng mà tôi nhường thôi. Việt Nam tranh nhau với quả bắp cải già ấy. Bắp cải già ở đâu? Bắp cải non bơn bởn thế này bảo già. Thôi mà nhà đây về cho gà thật. Đây, gà chết đói. Đây, bên trong hộ ngồi cháu tiêm nha, bán rẻ hơn. Gà chết đói giàu. Đây, đây em cho chị mấy cái bóng luôn. Thành quả bé mà kia thì mỗi quả không ăn. Đi chậm chân lắm. Đâu cái đây đấy. Đây đúng không?
cái nếp đây được. Đấy một gói này. Lấy cái này được. Đây gói mù tư nữa. Bán hết mấy quả rau mới được có 20.000. Đấy là cũng mà tầm 40.000. 20.000 có kìa bạn. Thank you.